Đoàn Sứ Thanh thăng tiến thần tốc, có dấu hiệu nâng đỡ hay không? Vừa qua, phóng viên vừa có buổi trao đổi với ông Lê Văn Quang, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Qua theo dõi báo chí phản ánh về trường hợp thăng tiến thần tốc của bà Quỳnh Anh, ông có suy nghĩ gì? Ông cho hay: Tôi được biết lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thành lập tổ công tác để xác minh làm rõ xung quanh việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Chắc cuối tháng 3 này sẽ có kết quả để đánh giá quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm đối với trường hợp của bà Trần Vũ Quỳnh Anh là đúng hay là sai. Con đường thăng tiến trong công việc của bà Quỳnh Anh, nếu đúng như những thông tin báo chí đã đưa, thì rõ ràng có sự bất thường. Thứ nhất là ngành nghề được đào tạo và công việc đang làm thấy không phù hợp với nhau. Thứ hai là quá trình tuyển dụng, bà này không qua thi tuyển mà tuyển thẳng. Thứ ba là hồ sơ, lý lịch thấy không được rõ ràng, minh bạch nhưng vẫn được quy hoạch làm phó giám đốc sở. Khi được hỏi là người dày dạn kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường, giám sát, ông có nghĩ là trường hợp thăng tiến như bà Quỳnh Anh đằng sau có sự ưu ái nâng đỡ hay không? Ông cho biết, do chưa có kết luận từ cơ quan chức năng nên chưa thể nói được gì nhiều. Tuy nhiên, nếu thông tin báo chí mà đúng thì rõ là có vấn đề trong việc bổ nhiệm nữ trưởng phòng này. Trường hợp này tôi nghĩ là phải có sự nâng đỡ hay gì đó mới thăng tiến được nhanh như thế. Còn người bình thường thì rất hiếm được như vậy. Trả lời cho câu hỏi, cách đây vài tháng vấn đề liên quan đến bà Quỳnh Anh cũng đã gây xôn xao, nhưng các cơ quan chức năng lại chậm vào cuộc xác minh, làm rõ, khiến dư luận hoài nghi. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Ông Quang cho biết, vì các thông tin trước đây chỉ là dư luận xã hội, nó không nằm trong diện cần xác minh làm rõ cho nên tỉnh không làm. Như văn bản của tỉnh Thanh Hóa đã nêu, đến nay qua nắm tình hình cộng với báo chí đã thông tin, tỉnh đã vào cuộc, đó là thể hiện trách nhiệm. Trước đây thông tin chỉ là đồn thổi theo dư luận xã hội, kể ra cơ quan chức năng vào cuộc xác minh cũng được, còn không vào cuộc cũng không sai. Giải đáp cho thắc mắc, nếu như việc bổ nhiệm có vấn đề thì cần phải rút kinh nghiệm thế nào trong công tác cán bộ, thưa ông? Ông Quang cho biết, liên quan đến vụ việc này, trước hết cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phải làm rõ đúng hay sai, nếu sai phải xem xét xử lý trách nhiệm, chứ không chỉ rút kinh nghiệm. Theo tôi, nếu có sai thì tùy theo mức độ vi phạm xử lý nghiêm túc, nhất là trong điều kiện chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Việc xử lý nghiêm vi phạm trong công tác cán bộ, nếu có, không chỉ là sự răn đe mà còn lấy lại niềm tin của người dân. Khi được hỏi, ngoài việc thăng tiến thần tốc, báo chí còn phản ánh bà Quỳnh Anh sở hữu khối tài sản lớn, gắn hai vấn đề này lại, dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về sự bất thường sau đó. Ông Quang cho hai quan điểm của mình. Vấn đề liên quan đến tài sản của cô trưởng phòng này cũng là vấn đề dư luận đặt ra sự nghi ngờ. Tại sao? Vì nhiều người cũng chức vụ như vậy, đồng lương như vậy, họ phải cố gắng làm lắm mới lo được cuộc sống, chưa nói là tích lũy. Có trường hợp cô trưởng phòng này có khối tài sản như báo chí nêu thì không biết nguồn tiền từ đâu để có được như thế. Nói về mặt bằng chung, nếu một người xuất thân không phải gia đình giàu có, mới công tác trong cơ quan nhà nước một thời gian chưa lâu, thăng tiến nhanh cộng với việc sở hữu khối tài sản lớn thì rõ ràng dư luận sẽ đặt nghi vấn, và đây là sự nghi vấn chính đáng. Chính vì thế cơ quan chức năng cũng cần phải xác minh nguồn gốc số tài sản trên từ đâu mà có.